Liên quan vụ cướp ngân hàng bằng súng ở quận 8 như báo Sài Gòn Giải Phóng đã thông tin, chiều 7 tháng 3, Công an quận 8 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nghi phạm Hà Vĩ Toàn sinh năm 1990, ngụ quận 5 là nghi phạm cuối cùng trong nhóm cướp ngân hàng bằng súng đã ra đầu thú. Theo điều tra, chiều 3 tháng 3, Trương Minh Thiện sinh năm 1989, ngụ quận 1, trú quận 8 và Trương Vĩnh Sương sinh năm 1989, ngụ quận 5 cùng Toàn do thiếu tiền tiêu xài nên thủ súng đi tới chi nhánh một ngân hàng ở đường Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8 thì dừng lại. Sương đứng ngoài trong xe, còn Thiện và Toàn đi vào ngân hàng. Lúc này Thiện rút súng uy hiếp các nhân viên yêu cầu đưa tiền. Tuy nhiên chưa lấy được tiền, cả hai lo sợ bị bắt nên rời đi. Sau đó cả ba chia nhau chạy lẩn trốn nhằm tránh bị công an truy bắt. Qua truy xét, khoảng 2 giờ ngày 4 tháng 3, trinh sát bắt giữ được Thiện và Sương. Riêng Toàn đã tẩu thoát. Biết không thoát tội, trưa ngày 7 tháng 3, Toàn tới công an đầu thú.